người mẫu Đức Tiến và Duy Nhân ván số, sự trùng hợp đến kỳ lạ. Việc diễn viên Đức Tiến qua đời đột ngột khi tuổi đời còn rất trẻ đã khiến cho giới siêu biết Việt và hải ngoại bàn hoàng. Thấy cuộc đời quá vô thường và xót xa, người bạn rất dễ thương, hiền lành, không mít lòng ai. Sau sự ra đi của Đức Tiến, mọi người mới so sánh lại sự trùng hợp kỳ lạ giữa hai nam nghệ sĩ Đức Tiến và Duy Nhân. Hai nghệ sĩ này cùng xuất thân từ làm người mẫu, sau đó làm diễn viên lại có khuôn mặt rất giống nhau. Lúc Đức Tiến còn trẻ, khuôn mặt không khác gì Duy Nhân. Hai anh chàng đều điển trai, hiền lành, đều được hai người con gái yêu thương hết mực. Sự ra đi của hai nam diễn viên đã để lại hụt hẳn cho người ở lại. Diễn viên Đức Tiến, vợ đẹp, con thơ. Trong ngày hôm nay, bên Mỹ, Gigi Phương Trinh đã đăng bản cáo phó của Đức Tiến xin thông báo đến các anh chị em nghệ sĩ, bạn bè thân hữu, các khán giả, ngày tang lễ của MC Tài tử Đức Tiến chương trình tăng lễ sẽ được tổ chức vào hai ngày 29 tháng 5 và 30 tháng 5 sẽ được Trung tâm Thí Nga live stream trực tiếp để gia đình, bạn bè và fan hâm mộ của Đức Tiến ở xa có thể theo dõi. Thứ tư ngày 29 tháng 5, thăm viếng và chương trình dân nghệ tưởng niệm chi tiết ngày giờ của chương trình tang lễ xin xem trên tờ cáo phó. Và trong ngày hôm nay, nhóm bạn thân của Đức Tiến gồm có Cam Thơ, Tri Di Phương Trinh, Trầm Hương, thanh mai đã bắt đầu tiến hành tìm chỗ chôn cất cho cố nghệ sĩ vì là một nghệ sĩ có tên tuổi bên hải ngoại và cũng nhận được lời yêu thương từ bạn bè nên các bạn của nam nghệ sĩ đã quyết định tìm đất chôn cất cho anh mặc dù việc an táng tại nghĩa trang tốn rất nhiều tiền so với quả thiêu hôm nay cam thơ và một số người bạn bên mỹ đã đến nghĩa trang nơi chôn diễn viên đức tiến điều trùng hợp là nơi đây ba của bà tám cam thơ cũng đã được yên nghỉ cách đây 2 năm bà tám căm thơ nói tôi đi thăm ngoại mỗi tuần mà tôi cũng thăm được ông luôn ông đức tiến bây giờ ông phù hộ làm sao mà cho nó suôn sẻ tất cả mọi thứ đi rồi tôi đi ra mỗi tuần luôn tôi ra thăm ông luôn mỗi tuần ra thăm ông ngoại xong rồi ra thăm ông luôn trời ơi sướng quá bà đi thăm ông ngoại tôi đi thăm mỗi tuần tuần nào cũng ra hết rồi tôi mua qua cho ông ngoại tôi mua qua cho ông luôn trời ơi một công hai ba chuyện nếu mà nó gần hai người bạn cam thơ và thanh mai còn hé lộ quan tài của đức tiến được gia đình mua màu trắng vì làm theo ý thích của cố nghệ sĩ lúc sinh thời anh rất thích màu trắng thường xuyên mặc áo trắng trong những buổi tiệc quan trọng thanh mai còn hé lộ đức tiến còn mua rất nhiều quần áo chưa mặc chuẩn bị cho những dự định sắp tới nơi chôn của diễn viên đức tiến được bạn bè chọn ở gần mặt tiền đường cảnh quan rất đẹp gần mộ của ba cam thơ và mẹ của danh hài hoài tâm đức tiến qua đời để lại vợ đẹp con thơ sau khi chồng qua đời trên trang cá nhân của mình bình phương đã viết ông xã ơi gia đình nhỏ của anh cần anh mà vì sao chúa gọi anh về với chúa sớm quá nhưng anh đừng lo lắng anh là người cha tốt người chồng tuyệt vời người bạn chân thành và mọi thứ ở đây để em và người bạn đồng hành cùng anh trong cuộc sống này lo anh hãy an nghỉ nếu có kiếp sau sẽ gặp nhau như vậy nữa anh nhé anh đừng lo em sẽ luôn tìm được anh không cần biết anh ở đâu thời gian nào vũ trụ nào thế giới nào em sẽ tìm được anh và mình sẽ đi tiếp cuộc hành trình của mình anh nhé anh nhớ anh đã hẹn em ở kiếp sau anh nhớ giữ lời anh nhé em và mèo sẽ nhớ ông xã thật nhiều em và mèo yêu ông xã thật nhiều và hiện tại gia đình của diễn viên đức tiến đang chuẩn bị những khâu quan trọng nhất trước khi tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ vào ngày 29 tháng 5 diễn viên di nhân qua đời để lại vợ trẻ diễn viên di nhân trước khi qua đời anh đã kết hôn với kiều anh mới được 4 tháng người mẫu di nhân phát hiện ra căn bệnh ung thư máu vào cuối tháng 10 năm 2014 nhưng lúc đó anh được chuẩn đoán là ung thư bầm họng nhưng bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi xót xa vì khi đó di nhân mới 28 tuổi và kết hôn chưa đầy 4 tháng trong quá trình điều trị nam người mẫu luôn tỏ ra anh là một người lạc quan, yêu đời, dù phải trải qua nhiều đau đớn do ghép tủy truyền hóa chất, khoản chi phí khổng lồ của quá trình điều trị. Cho Duy Nhân được bạn bè, nghệ sĩ sang sẻ bằng những đêm nhạc từ thiện, đóng góp, xuất phát từ lòng yêu mến. Nam người mẫu có gương mặt và tính cách hiền lành, chịu khó. Trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật, vào tháng 12 năm 2014, tình hình sức khỏe của Duy Nhân có dấu hiệu phục hồi khi việc hóa trị tỏ ra thích nghi với cơ thể giúp cho duy nhân có thể ăn cơm, nói chuyện, cổ họng bớt đau, sưng, thậm chí anh còn được người nhà giúp chụp ảnh cưới, cập nhật trên tài khoản facebook cá nhân để thông báo và cảm ơn chân thành đến người hâm mộ và bạn bè đã luôn động viên bên cạnh anh trong giai đoạn khó khăn. Ngày 31 tháng 3, 2015, duy nhân bước vào ca phẫu thuật ghép tủy với tỷ lệ thành công là 50/50. -50. Người cho tủy là em trai của nam người mẫu. Một tháng sau ghép tủy, vào sáng ngày 4 tháng 5. Di Nhân rơi vào hôn mê sâu, không thích nghi với tỷ của em trai. Có hiện tượng thải ghép. Di Nhân bị sốt kéo dài cho đến đêm ngày 3 tháng 5 thì phải thở máy, sức khỏe yếu dần. Nhưng do bệnh tình trở nặng lại kéo dài, Di Nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 7 tháng 5 2015 trong sự bàn hoàng của không ít người hâm mộ. Vợ của cô nghệ sĩ Di Nhân tiết lộ lý do tái hôn sau 5 năm chịu tan chồng. Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2019, Kiều Anh, vợ của cố nghệ sĩ Di Nhân, tổ chức lễ du quy tại nhà riêng. Sau 5 năm chịu tan chồng, cô gái gốc Quế chấp nhận đi thêm bước nữa trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Ông xã của Kiều Anh tên là Đặng Hiếu, sinh năm 1988, người gốc Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, thông qua loạt ảnh bạn bè đăng tải trên mạng xã hội. Trong ngày vui của Kiều Anh, cô tha thiết với tà áo dài đỏ truyền thống. Theo đó, ngày 26 tháng 10 cũng chính là ngày sinh nhật của cố người mẫu Di Nhân. Từ khi Duy Nhân qua đời, Kiều Anh khá kinh tiếng, đời tư thỉnh thoảng, khán giả mới thấy cô đăng ảnh kèm những trạng thái sống tích cực, lạc quan. Khi quyết định tái hôn, vợ cố người mẫu Duy Nhân bắt đầu cởi mở hơn để công chúng hiểu cô hơn. Kiều Anh cũng chia sẻ lý do cô chấp nhận kết hôn với người chồng hiện tại. Cụ thể, một khán giả đã để lại bình luận mạnh mẽ và vượt qua hết mọi sóng gió chị nhé. Biết chị từ năm 2014 và dỗi theo chị. Em thấy rằng chị là một cô gái rất bản lĩnh và giàu tình yêu thương. 5 năm là quãng thời gian không quá dài, nhưng em tin nó cũng đã giúp cho chị vơi bớt phần nào những tổn thương bởi những biến cố đó. Hơn ai hết, em mong chị được hạnh phúc bởi phụ nữ luôn cần được yêu thương và chở che. Miệng đời chính mười người ý, mình sẽ không thể sống mà làm hài lòng tất cả mọi người được. Quan trọng là mình làm đúng và sống đúng với lương tâm của mình mà thôi. Ai có nói gì thì mặc kệ họ, chỉ cần những người mình yêu thương cùng yêu thương mình là đủ. Phản hồi lời động viên của khán giả Kiều Quanh bộc bạch. Mình lựa chọn và yêu thương người đàn ông, chấp nhận yêu thương, trân trọng quá khứ của mình. Thì chị nghĩ chắc chắn không phải là điều sai. Rồi chị không cần biết có bao nhiêu người ghét chị ngoài kia. Chị chỉ quan tâm anh Hiếu, thương chị và thương luôn cả anh Nhân là chị rất hạnh phúc rồi. Khó có ai may mắn hơn chị, em nhỉ. Ngoài những lời chúc mừng của bạn bè, người thân gửi đến Kiều quanh khi cô có bến đỗ hạnh phúc mới vợ cố diễn viên duy nhân cũng chịu những lời dèm pha những lời nói cay nghiệt từ một bộ phận cư dân mạng điều này khiến cho cô vô cùng bức xúc cô đã trải lòng dù anh giết ai cũng mưu cầu hạnh phúc ai rồi cũng cần một bến đỗ để tựa vào nhau đến cuối cùng có gì là không đúng là anh em bạn bè bao nhiêu năm quý nhau rồi thương nhau lúc nào không hay cuộc đời bao nhiêu thứ hỗn loạn cay độc thì kiếm một người thông cảm sao khó biết bao nhiêu không giữ lại bên cạnh thì quả là ngu dốt lắm, bên cạnh 30% loại người cay độc không được không có duyên thì vẫn còn 70% yêu thương.